dùng thì rất là thích và không hề bị nồng nha. Dung tích thì 200ml xịt cả năm mà giá lại bằng 3 cốc trà sữa. Vui nhẹ nhàng giống Club Dinner dạng nước hoa và khắc phục được tình trạng nồng gắt trước khi xịt. Mùi hương của em này thì cực kỳ dễ chịu và độ lưu hương của em này thì rất là lâu. Nghe em ngửa với nước hoa của mình đang xài là 6 đến 7 tiếng. Thiết kế mới, tinh tế hiện đại mà vòi xịt lại là chất lượng cao. Đặc điểm của em này là mùi hương sang trọng. Mùi hương thì tinh tế và có thể sử dụng được tất cả các mùa trong năm. Cái em này á, xịt lên toàn thân lắc đều trước khi sử dụng nha mọi người. Trời ơi, thơm bát nhát ông trời ông địa luôn á.